Dù là phái mạnh nhưng trầm cảm vẫn có thể xuất hiện ở họ. Dạo này ảnh sao á, tự nhiên đi làm về cái là đi thẳng vô trong phòng luôn à. Không nói, không năng với em câu nào hết trơn á. Chồng em đang bị một cái căn bệnh về tâm lý. Và không giống phái yếu, đàn ông phản ứng với trầm cảm bằng cách im lặng và đè nén chúng. Mình là vợ chồng với nhau, có chuyện gì thì phải chia sẻ với nhau chứ. Anh đi ra ngoài có người khác rồi, bây giờ anh chán em đúng không? Em thôi đi. Lý do vì sao như vậy và làm sao để giúp họ vượt qua trầm cảm? Xã hội khi mà đặt lên vai của người đàn ông nó có những cái mong đợi khác. Trầm cảm nó không có những cái biểu hiện cụ thể. Cái người ở bên cạnh là cái người có thể nhận ra rõ nhất. Thường khi mà ở cạnh một cái người mà họ đang không bình tĩnh thì bản thân mình phải bình tĩnh trước. Cố gắng là khi rơi vào cái trạng thái này thì quý vị nên nhớ là anh chồng phải nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài. Câu trả lời sẽ có trong chương trình Quyền Năng Phái Đẹp, chủ đề Trầm cảm ngầm ở đàn ông, phát sóng lúc 19:15 thứ sáu ngày 6 tháng 12 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.